cảm thấy là yêu mến gia đình của anh hai, và cảm thấy vợ chồng của anh chị hai á là đi đi làm xa rồi chưa có căn nhà riêng để ở cả nhà, là đi làm giờ công nhân, đi làm công nhân thì công ty cũng thất nghiệp không việc gì làm, thì người ấn danh có một cái ngỏ ý là muốn tạo cho gia đình của anh hai có một cái căn nhà, để ở. Thì người ấn danh có gửi về cho anh hai á là 96 triệu để xây một cái căn nhà tình thương, tặng cho anh hai 4 triệu để mua một chiếc xe máy cũ để anh hai chạy tới lui để kiếm việc làm gần ở đây cả nhà. Với lại là người ấn danh có tài trợ thêm cho anh là 12 triệu để gắn cái bồn nước để hàn cái chân bồn, để mình để cái bồn nước lên trên cả nhà. Cái chân bồn hàn hàn cái chân bồn lên tầm 6 mét đó, cũng rơi vào tầm khoảng là 8 9 triệu cả nhà. Và thêm mua cái bồn nữa thì người ấn danh có tài trợ thêm 12 triệu ha để mua cái chân bồn. Tổng cộng mà số tiền mà người ấn danh mà giúp cho gia đình của anh hai làm nhà là 112 triệu 800 ngàn. Cái căn nhà của anh hai thì hiện tại là đang xây ở ngoài kia cả nhà, đang trong giai đoạn đang xây. Thì xíu nữa thì gồm sẽ dẫn cả nhà mình ra cùng tham quan căn nhà của anh hai ha. Còn bây giờ thì đại diện đi, anh hai có lời nào muốn nói với người ấn danh không? Dạ thì trước mặt con xin chân thành cảm ơn người ấn danh đã tài trợ cho gia đình con một căn nhà tình thương. Thì ở đó giờ con ước nguyện từ lâu lắm rồi, thì bây giờ con đã được hoàn đã được ước nguyện đó, thì con một lần nữa con xin thay mặt gia đình con thì con cảm ơn người ấn danh rất là nhiều. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Đại diện cho gia đình thì bà Tám là bậc tiền bối, bà Tám có lời nào muốn nói? Bà Tám rất là mừng, rất là cảm ơn ảnh danh, người ảnh danh, người ảnh danh đó cho con tôi được cái nhà, rất là mừng, cảm ơn nhiều quá. Hết hết rồi bà Tám. Hết rồi hả? Hết rồi. Tới ông Tám. Thường ngày ông ta bà Tám nói dữ lắm bà Tám. Bữa nay bà Tám mừng không nói được. Bà Tám bị khớp hả? Mừng. Vợ chồng mình rất cảm ơn nha người ảnh danh nha. Mừng chứ. Thì cái số tiền mà người ảnh danh mà tài trợ cho gia đình của anh hai là tổng cộng là 112 triệu 800 ngàn cả nhà. Thì thường gồm nhận tiền qua chuyển khoản cả nhà nha. Bên giao tiền thì thường gồm nhận qua bên chuyển khoản. Thì số tiền đang nằm ở trong tài khoản của thường gồm, và thường gồm đã có chuyển cọc cho bên nhà thầu là 50 triệu. Thì sau khi hoàn thành thì thường gồm sẽ chuyển đủ hết tất cả số tiền. Thường gồm không giữ tiền mặt cả nhà. Thường gồm sử dụng là bằng chuyển khoản, cho nên là sẽ không trao cho trực tiếp cho anh hai. Và người ấn danh có giao cho thường gồm một cái nhiệm vụ là phải đứng ra chịu trách nhiệm với lại cái căn nhà đang xây cho anh hai, nghĩa là phải số tiền là phải công khai rõ ràng và chi trả cho bên nhà thầu rõ ràng, có nghĩa là trực tiếp thường gồm đưa luôn, thì anh chị hai là chỉ có xong xuôi là vào căn nhà để ở thôi. Tại vì thường gồm đã có thỏa thuận với bên nhà thầu rồi, chốt cái giá rồi. Cái giá mà thường gồm mà chốt với bên nhà thầu á là tổng cộng là 136 triệu cả nhà. Thì người ấn danh á tài trợ cho gia đình của anh hai á là 112 triệu 800 ngàn. Còn thiếu cái số còn lại á thì anh hai có mượn thêm anh em bạn bè, với lại là ông bà Tám có phụ được một chút ít nữa, thì vô để cho anh hai làm thêm một căn phòng. Tại vì người ấn danh á cho anh hai căn nhà tình thương này chỉ có là một phòng khách và một phòng ngủ, một phòng ăn và toilet nhà vệ sinh. Nhưng mà gia đình của anh hai thì cũng tới là 4 người, có thêm thằng Quyền nhóc Quyền với lại con bé nhỏ nữa. Cho nên là sau này mà Quyền nó lớn hơn nữa thì nó cần phải có một cái phòng riêng để nó học tập cả nhà. Cho nên là anh hai đã vay mượn thêm của cả các anh em xung quanh là làm thêm một căn phòng nữa, thì nó phát sinh ra, cho nên là số tiền nó chạy lên tới là 136 triệu cả nhà nha. Thì có nghĩa là căn nhà nó chỉ là xây tô thôi, là tổng cộng hết tất cả là 136 triệu là anh hai sẽ vô trong đó là ở được nha cả nhà nha. Giờ thì thường gồm sẽ dẫn tất cả mọi người đi ra cùng tham quan căn nhà của anh hai đang xây ở ngoài nha. Thì đây là cái căn nhà của anh hai đang được xây rồi cả nhà. Tại vì xây hôm nay là được xây được 4 ngày rồi cả nhà, vừa nghỉ lễ mấy ngày thì mấy anh thợ xây được 4 ngày rồi. Tại vì mấy ngày hôm nay là anh hai đi làm công ty chưa có về được, thì ngày hôm nay nghỉ lễ thì mới về sẵn đây quay tất cả thông báo tất cả cô chú anh chị mình luôn. Với lại là mình cũng muốn thông báo cho người ấn danh biết luôn. Còn bữa giờ là ông Tám đứng ra, ông Tám làm giùm cho anh hai cả nhà nha. Anh Hướng ơi, cho em mượn anh xíu đi, em mượn anh xíu đi. Anh Hưng này là đại diện cho bên công ty của anh Hoàng Sơn cả nhà. Anh Hoàng Sơn là nhà thầu cái căn nhà này nha cả nhà nha. Chạy lên chứ đâu có 5 năm nữa là bỏ đâu rồi.
Đây thế coi ông 7 với ông 8 có hút lại nha cả nhà nha. Thầy 8 bỏ được luôn rồi, bỏ đúng rồi, cái thằng này bỏ rồi. Bỏ nào trời? Ừ. Bỏ này. Anh Hưng ơi, em mượn anh xíu anh Hưng này. Bỏ rồi. Thì đây cả nhà ha, đây là anh Hưng đại diện cho công ty của anh Hoàng Sơn, đại diện công ty Hoàng Sơn thầu làm cái nhà của anh Hai. Thì cái giá tiền á mà bên công ty của anh Hoàng Sơn á nhận là tổng cộng là 136 triệu, và em đã chuyển khoản cho anh Sơn là 50 triệu rồi. Thì cái số tiền còn lại là khi nào anh em mình làm hoàn thành xong căn nhà thì em cũng trả đủ luôn anh ha. Thì cái căn nhà này á, thì cái kích thước như thế nào thì anh nói cho khán giả biết. Bề ngang mấy mét? Này nó bề ngang 4 mét, chạy dài hết từ sân đến cái toilet thì thôi 17 mét. Căn nhà này bề ngang là 4 mét đúng không? Chạy dài là 17 mét cô chú anh chị. Cái hiên này mấy mét anh? Hiên là 2 mét. Cái hiên này 2 mét. Phòng khách với phòng ăn là 7 mét. Cái phòng khách với phòng ăn là ăn chung. Ăn chung. Cái phòng khách với lại phòng ăn là mình xây chung cả nhà. Rồi mình xây ngăn ra, giật bật lên mình xây ngăn ra để trang trí kia luôn, để cho được cái phòng bếp phòng khách nó rộng hơn ra cả nhà nha. Rồi kế tiếp là một phòng ngủ luôn, hai phòng ngủ cả nhà. Phòng 3 mét, 2 phòng tốt. Cái phòng ngủ là một phòng là 9 mét vuông. Một phòng 9 mét vuông cả nhà, hai phòng ngủ. Rồi một cái đường luồn là đường thứ hai không? Từ 1 mét chứ, 1 mét lòng. 1 mét độc lòng cái đường luồn cả nhà, tại vì bề ngang có được 4 mét thôi. Rồi phía sau á là 2 mét, 2 mét là để làm cái toilet với lại là cái sân phơi quần áo cả nhà. Đây thì mấy anh thợ đang làm. À, phía bên này là chỉ làm một cánh cửa cả nhà nha. Ở đây là một cánh làm cánh cửa từ đâu tới đâu anh Hưng? Cửa từ đâu? Là cửa sổ bắt đầu từ đi lên thôi sao? Đi lên đây là là 4 cánh đúng không? 4 cánh. Cái cửa sổ là từ đây tới đây cả nhà. 4 cánh. Thì chỉ làm một bên thôi đúng không? Bên này là bích. Cái bên này bích lại cả nhà để mình sau này mình trang trí. Nếu mà sau này anh Hai anh làm có tiền anh sẽ trang trí một bức tranh kiểu cả nhà. Còn cái nhà này xây á là chỉ có là tô trong tô ngoài cả nhà. Ở ngoài thì mình quét hồ dầu. Quét hồ dầu để chống thấm. Còn phía trong là chỉ tô sạch sẽ thôi chứ không có lăn sơn nha, cũng không có chắc bột cả nhà nha. Tại vì bên anh nhận cái giá tiền này thì nhiêu đó là hết cỡ rồi cả nhà. Thì bên công ty của anh Hoàng Sơn á thì có tặng cho gia đình của anh Hai là một cái trần lau phông là phun từ trước càng sau luôn, lau phông thạch cao cả nhà nha. Có tặng không? Có hả? Để nói là chắc cú chứ, để nói lên clip video chơi, để vài bữa cái kêu bữa anh xỉn quá anh nói đó. Là bên anh Hưng đại diện bên công ty Hoàng Sơn cả nhà thì tặng cho gia đình của anh Hai là nguyên cái trần lau phông. Tại vì bên công ty của anh Hoàng Sơn thì cũng nghe nói thì gia đình của anh Hai cũng hơi khó khăn chút xíu, thì cũng muốn có một căn nhà để an cư lập nghiệp cả nhà. Thì bên công ty của anh Sơn thì cũng chuyên đi làm từ thiện, rồi ảnh là công ty bên nhà thầu lớn, ảnh có lại ảnh có tặng cho gia đình một cái trần lau phông. Thì sẵn thông qua cái video này thì cũng gửi lời cảm ơn đến anh Hoàng Sơn nha, cảm ơn công ty của anh nha. Cái nền này cả nhà thì lót gạch 50, có gạch 50 cả nhà. Cửa thì toàn bộ là cửa bằng sắt hết, sắt mình phun sơn nhám kiểu giống như là si pha đúng không? Đây là cái căn bếp cả nhà, đây căn bếp nè. Căn bếp đây qua đây nè. Căn bếp rồi rửa chén mình đây. Còn phía trên này là cái phòng khách. Cái này làm lên thấy rộng lắm á, không nhỏ đâu. Này 4 mét là làm lên xong là đúng 4 mét luôn. Hơn chứ. Ông ngồi suy nghĩ nữa. Sao chiều nay có làm xị nào không chú? Không ạ. Xa nhiều lắm. Từ xa ngại quá hả? Gọi hả? Cho em anh lại đây. Tay thợ bên công ty Hoàng Sơn xây cực kỳ thẳng cả nhà nha. Cái tường cực kỳ thẳng luôn. Nè cái camera từ đây quay qua được cái camera. Đó thấy không? Cái camera này đi một bên chắc cái tường méo quá. Coi cho thẳng cái camera. Ở đây là ai thợ chính ta? Chú thợ chính không? Này thợ chính ta. Nhường thợ chính cho ông nào vậy? Đây là thợ chính là anh em cột chèo với lại cậu Tài. Đâu anh quay lại giùm em cái. Đây
anh em còn chịu còn tài nghe đăng ơi, nghe đăng trời ơi súng đăng đó, anh em còn chịu còn tài à. Ê, thầy chính nhìn tao biết là phải anh em không biết mày à. Đâu mày lại nhìn có phải anh em cùng tài không? À. Anh em mà nè, trang ổng chứ khác không đâu. Nhưng mà tôi nhìn cái mắt bừa, có nhìn có làm có ngay ngắn giống như ông tài không? Cái này là khỏi gì? À, mày nhớ gì không? Một lần nữa thì cho tiền gồm thay mặt gia đình rồi gửi lại cảm ơn chân thành đến người ứng danh và cũng như cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ theo dõi như tiếp tục đồng hành với Thượng Gòm trên những cái công việc là thiện nguyện này kia nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ thì để Thượng Gòm xin kết thúc clip tại đây. Rồi khi nào mà nhà của anh hai hoàn thành xong á thì Thượng Gòm sẽ quay trở lại quay thêm một lần nữa cho cả mọi người xem nha. Còn giờ thì kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Cảm ơn người ứng danh. Cảm ơn người, hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye mọi người.